Video hướng dẫn lắp cái ghế nha. Ồ. Ta sẽ tháo những con ốc có sẵn này là mặt đít hả? Đít rồi. À, cái đế ngồi á. Đế ngồi, chúng ta sẽ đây. À. Cũng dài quá ha. Rồi. Thì mặc định là khi mà nhận hàng về thì mấy con ốc này nó sẽ được dặn vô, thì chúng ta dặn ra để chúng ta gáp này vô ha. Thì này có cái video, có cái tờ giấy, không dặn tờ giấy là tính ghế mới mà thôi, mười ghế mới đây. Thì hướng dẫn đây, bước một, bước một dặn này, dặn này trước, đúng rồi. Đây cái link đặt hàng đây đó, thì mình sẽ đính kèm ở dưới mô tả bình luận nghiêm cho mọi người. Ghế đang được khuyến mãi giảm giá các kiểu, rồi miễn phí vận chuyển, rồi có những cái mã giảm giá thì mọi người hãy add mã vô để mua hàng ha. Thì mình mới vừa mua xong cũng khuyến mãi, rồi mình chia sẻ lại cho mọi người thấy ok ha. Ghế này ngồi để giúp chúng ta ngồi làm việc, để chúng ta không bị đau lưng, tựa có thể tựa ra nằm giống như một cái ghế lười cũng được, tựa ra nằm ra như một cái ghế lười, ghế bố gì vậy. Nói chung là tiện lợi đa năng lắm, mình có thể linh động mình chở đi. Rồi. Lắp ốc vô. Lắp ốc vô. Nè. Chưa. Chưa. Thấy gì? Ôi, cho cảm thấy cái này mốt chanh gỡ ra chắc chắn. Thấy. Mẹ cho mượn. Thôi cho mẹ cho mượn. Ê, con lấy cái dích của tên đâu? Con lấy cái tên đâu? Cái phá của tên đâu ạ? Cái phá của tên đây nè. Nè, đây là cái khóa của cái bàn ăn. Sẵn đây thì có ly cho mọi người coi cái bàn ăn tí nha. Đây là cái bàn ăn nè. Đó, bàn ăn 4 ghế, rất là đẹp luôn. Thì mình cũng có đăng ở trên kênh YouTube mình review cho cái bàn ăn này, có link đặt hàng đầy đủ luôn. Ok. Được. Đó giống bài ăn. Dữ. Chị Tinh đang biết hết rồi ha. Để dặn bàn, kêu dặn ghế sao được. Rồi xong được bước 1, bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước số 2. Bây giờ con bổn à. Cái này giúp chúng ta nâng lên hạ xuống, hoặc là đó, nâng cái chân nè, còn này là giúp chúng ta ngã ra nè. Đó, khi mà bình thường thì nó sẽ như vậy, nhưng mà khi mà rồi tới bước 2 đi. Ừ, đúng rồi, nhưng mà phải ngồi lên mới nâng được. Rồi chúng ta sẽ lắp hai cái cục, lắp theo thứ tự ha. Rồi nó ra ngoài ban công rồi, không gió đâu, view chiêu chiêu đồ, nằm ngã ra ghế lười đồ. Đó, lắp hai cục này đi rồi lắp tiếp nữa. Con giúp mẹ mà. À, vô lỗ không? Vô lỗ. cũng canh lỗ được kìa. Rồi lấy ngóc được kìa. Đúng đó. Con chọc ốc đúng vô lỗ nha. Dữ dặn đó kìa. Vô lỗ mới được á. Không. Nó phải vô lỗ mới được. Đây, chúng ta phải bật ốc như thế này. Ôi, nó cái dính rồi. Đúng rồi, phát vô lỗ nhưng mà phải có cái cây lên. Có cây vô đúng rồi. Có cây vô. Rồi, như vô lỗ đó. Đây, con có một chuyện mộng rồi nè. Có chuyện cho con mộng nè. Đây, mày gỡ cái này ra. Cái này là cho con nè. Con với cha mở này ra giùm mẹ đi. Mở ra tên. Mở ra. Mở ra. Tới bước 3 là cái bánh xe hả? Rồi, xong bước này tới bước 3 là cái bánh xe nha.
đây còn không ra, bạn còn không ra. Thôi hay dữ vậy, gỡ đây rồi, mình tin làm hết luôn tay. Hay quá rồi, hay dữ trời ơi, nghe kìa chưa, còn cá nó cà tên. Ừ. Rồi luôn. Rồi để nó ập xuống. Để nó ập xuống. Để nó ập xuống mới đúng. Ập xuống. Đúng rồi. Ủa? Ập xuống á. À, cắm xe vô hả? Còn cái bọc nữa, bọc da đó. Đây. Thành phẩm 1 mét ô một một áo. Một cái bộ phận 1 mét thôi. Ok, lắp xe nè, cắm xe vô tên. Thì có xe không? Cái này bị xét rồi ta. Để lại cái xe cho nè. Ừ đúng rồi, chả biết gì hết. Chứ dặn nãy giờ gì, cái lâu rồi sao dặn mà không vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Sao có dặn áo không? Ủa vậy hả? Thằng nó kêu dặn kìa. Đã thành phẩm được hai cái chân bánh xe. À, nè. Không có dặn, đè vô, đè mạnh vô. Đè vô. Đè vô. Đó đúng rồi. Đó được rồi đó. Được chưa? Rồi. Chặt không đó. Ồ, tôi thấy chưa? Tôi nhớ khoan ngay lần đó, hình cái chân. Đó đây chúng ta được hai bộ phận rồi. Để bên đây này, bên đây chở rộng nè. Đây một cái chân có thể tượt tượt đi. Khoai 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 khoai. Tiếp theo. Đó là phần tiếp theo. Nè đi coi bố dân dân. Bố con kia kìa. Sắp anh kia cho đi ngồi đi. Anh nào? Con đi ngồi, ngồi bố dân kia nè. À. Chơi nè. Rồi rồi. À, gắp hành chục vô xong là à, gắp này vô. Ừ. Khói, khói rồi, khói rồi. À. Khói rồi. Đi từ bước nha, tới bước mấy rồi, tới bước số 5 rồi, giờ tới bước 6. Táo nè. Đây. Có này bật ra chứ. Ủa, vậy luôn hả? Ừ. Này nằm á. Này để ngồi. Thử ra, thử cái tên ngồi cho ra. Nằm. Nằm cái kia giữ quá kia nằm. Wow. Ghế này ngon dữ ạ. Ui. Rồi sao tin nhắn sao cái giò đó xuất ra rồi. Giò nó có tin đó. Xuất ra luôn rồi. Ơi xong luôn. Đặt cái đây nè. Con làm yếu quá mà. Không được. Rồi lên. 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 Đi ra vô. Đi ra vô. Đi ra vô. Đúng rồi. Cái này thì gắp mấy ngóc vô nè, chịu cái ghế mặt luôn. Nhưng sao nè. Ơi cô con à. Của cha. Con là một con. Ghế này cái làm gì của cha? Mẹ ráp một cái bàn.
Rồi vô cái nhà. Dừng. Chưa, từ từ. Gáp xong mới bật được. Dần dần hình thành cái ghế rồi nè. Hình cái ghế nè. Từ từ. Trời ơi, chưa tới chỗ ngồi rồi. Chưa từng tin cho ngồi coi. Anh có nút bật nè, bật cái, bật cái chứ. Này lúc lên xuống. Lên xuống chỉnh luôn kìa. Ừ nhưng phải ngồi vô. Leo lên. Rồi để cho thử nè. Ủa đâu? Đây hả? Không không. Đây hả? Để em ngại luôn đó. Ngại luôn đó. Ngại luôn rồi. Ủa phải hình như là mình mới tự. Chị ta đang sướng luôn. Chưa xong. Còn nữa. Tính làm gì á? Rồi. Giờ em hai cái tay nè. Với cái sức nặng của mình thì đã đè được cái ghế xuống. Chứ chị ta đang ngồi nãy giờ không lúng nổi đâu mà. Gắn hai cái tay vịn vô nè. Đúng rồi. Dữ. Tên đúng rồi. Coi được nó cả. Đúng rồi, nghe đây nè. Rồi phải gắn ốc vô đúng rồi đây nè. Ôi. Con nhất đi. Và ghế màu đỏ đã quá. Thôi, phải háo ngóc này ra nè. Rồi mới bắt đầu mới gắn tài vịn vô, từ gắn từ cái. Đây. Gắn tài vịn vô. Ok. Rồi. Tin. Tự nhiên ngồi lên nè. Rồi. Tiến rồi Yến. Đừng. Chính tôi ngủ mẹ nè. Đúng rồi. Tiến ơi. Đừng. Dặn lẹ lên ngồi nè. Con dặn bên kia đi, mẹ dặn bên đây. Nè, con dặn bên đây đi. Dành quá. Chưa từng nó dành của nó rồi đó. Cha chưa kịp gì hết. Dành nó ngồi trước. Ngồi không đúng ghế mà dành. Trời ơi coi kìa. Dặn kìa. Chơi ca. Không được chứ nhẫn. Làm gì vậy? Con lấy này chi vậy? Hả? Con lấy này chi vậy? Hấp cho cái kia. Hấp cho cái kia là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Phải nói đàng hoàng. Cái gối. Ghế của ai? Dành luôn rồi. Ghế của cha mà. Con phải máng vô cái đầu ghế. Con phải lấy cái gối con máng vô cái đầu ghế như chiếc xe hơi nhà mình vậy đó. Nè. Dính. Mà nó bằng tiếng nó máng cho nó lùng quá. Không tới nổi. Rồi tới đây hết mất rồi. À, cũng được.
Nằm phè phở. Ngày gì ạ? À? Ủa? Lắc lưng. Lắc lưng là đâu có máng hả? À, vừa lắc lưng vừa lên. Còn cái này nữa nè. Ồ, ngon. Gắt chân ngon. À, còn cây gắt chân chưa xong kìa. Rồi nè, tên nè. Này lắc lưng nè. Ừ. Ừ, là vô. Từ từ, từ từ, từng món. Này tức đi nè. Lên đi, bỏ nó xuống đi. Này thì đơn giản. Quay được ư? Con mẹ rác mà mẹ không có được xài. Rồi giờ tới đầu món cuối cùng, gắt chân nữa. Thấy thấy tên học cái chân không? Tên có cái gắt chân nè. Giờ tới. Giờ tới cái gắt chân nè. Ủa, còn mấy cái nút nó cho nữa kìa. Nó cho hình như là đó, để vô cho đẹp. Đút đó vô chưa? Còn nữa kìa. Lấy bên kia đút. Bên kia, bên kia. Đó, ngon rồi. Ok luôn. Ok luôn. Còn nữa kìa, còn nút nữa kìa. Gắn đây nè. Đây nè, đây nè. Đây nè. Có lỗ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, bên kia, bên kia. Còn nút nữa. Bên mặt nè. Ừ. Rồi. Mực mà ngon lạnh. Được không? Được chưa? Trời ơi. Hay dữ. Rồi lắp cái bước cuối này nó xong nè. Cái tấm niệm cái này khui ra để gác chân, gáp cho cái cây. Nói chung là cái nào quy trình thì cũng mở cái ốc. Mở cái ốc trong cái kia ra. Ủa. Quay qua rồi nha. Rồi, đút vô. Từ từ, từ từ. Chưa xong mà. Rồi, ok, hoàn thành đẹp bên bên hông á. À. Có được chưa? Rồi. Các chân thì bật ra. Thiếu chưa 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 chưa. Rồi. Hoàn thành thử ghế. Thử bàn. Thử ghế thử bàn. Rồi để thử. Trời tiên nó có không gian. Ok, đã gắp xong hoàn chỉnh nha mọi người. Nhớ gắp. Kéo ra demo thử coi. Kéo ra. Kéo chỉnh thử coi. Rồi. À. Ê trời dặn chặt quá không gấp lên nè. Bật lên. Ơ, gắp chân. Ơ. Ơ, giữ giữ giữ. Ok, đã hoàn chỉnh quá trình gắp rồi nha mọi người. Rồi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.